Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với tin chính sau. Khám phá tiềm năng mạng Pi và sức mạnh của nguồn cung lưu thông trong thế giới tiền điện tử. Thưa quý vị, tiền điện tử đã trở thành loại tiền phổ biến hàng đầu trong những năm gần đây và trong số các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến việc định giá tài sản kỹ thuật số, nguồn cung lưu hành là một ngôi sao lớn thường bị bỏ qua. Trong phần nổi bật này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Pinnacle và tại sao nguồn cung lưu thông lại là chìa khóa để hiểu được tiềm năng thực sự của loại tiền tệ kỹ thuật số này. Mạng Pi của cách mạng tiền điện tử bí mật Pi Network đã nổi lên như một thực thể thú vị trong thế giới tiền điện tử, hứa hẹn một cuộc cách mạng độc đáo và nổi bật. Hãy cùng tìm hiểu về điều gì khiến quốc trở thành sự hiện diện tiềm năng như vậy trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số. Một trong những đặc điểm nổi bật của Pi là cách tiếp cận độc đáo để khai thác tiền điện tử. Một trong những mục tiêu chính của Perinework là cung cấp khả năng tiếp cận và tính toàn diện cao hơn cho tiền điện tử bằng cách cho phép bất kỳ ai, ngay cả khi không có kiến thức kỹ thuật sâu, tham gia vào hệ sinh thái của nó. Bitcoin bao trùm cộng đồng lớn hơn. Điều này tạo cơ hội cho những cá nhân trước đây có thể cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội trong thế giới tiền điện tử. quốc triển khai mô hình phân phối mã thông báo khác với hầu hết các loại tiền điện tử khác. Ví dụ trong giai đoạn phát triển ban đầu, quốc đã phân phối mã thông báo miễn phí cho những người tiên phong. Điều này nhằm mục đích tạo ra một sân chơi bình đẳng và tránh sự tập trung tốc cần và một số ít người nắm giữ. Sự thành công của nhiều dự án tiền điện tử được quyết định không chỉ bởi công nghệ đằng sau chúng mà còn bởi cộng đồng hỗ trợ chúng. Pi Network đã thành công trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh và năng động trên toàn thế giới. Các thành viên của cộng đồng này tham gia thảo luận, chia sẻ thông tin và cùng nhau đóng góp vào việc thúc đẩy các mục tiêu của mạng Pi không chỉ tạo ra một loại tiền kỹ thuật số. Binance còn có tầm nhìn dài hạn để đạt được sự chấp nhận rộng rãi bằng cách tập trung vào việc sử dụng hàng ngày và tích hợp với nhu cầu của mọi người. Binance cố gắng trở thành một giải pháp phù hợp trong cuộc sống hàng ngày. Nguồn cung lưu thông. Người dẫn đầu thực sự trong việc đánh giá vốn hóa thị trường nguồn cung lưu thông đã trở thành yếu tố chính trong việc đánh giá vốn hóa thị trường tiền điện tử thay thế vai trò chi phối của tổng nguồn cung hãy cùng khám phá lý do tại sao nguồn cung lưu hành được coi là công ty dẫn đầu thực sự trong việc cung cấp bức tranh chính xác hơn về giá trị của một tài sản kỹ thuật số trên thị trường chúng ta cùng định nghĩa hai thuật ngữ này Nguồn cung lưu hành bao gồm số lượng đơn vị tiền điện tử thực sự lưu hành trên thị trường và trong tay công chúng. Trong khi đó, tổng nguồn cung bao gồm số lượng đơn vị tiền điện tử tối đa có thể được lưu hành, bao gồm cả những đơn vị chưa được phát hành hoặc khai thác. Nguồn cung lưu hành cung cấp bức tranh chính xác hơn về tính thanh khoản của tiền điện tử. Một tài sản có số lượng lớn tốc cần thực sự đang lưu hành cho thấy rằng nó có tiềm năng được giao dịch tự do hơn và giá trị thị trường thực tế hơn có thể được phản ánh. Khi chúng ta xem xét vốn hóa thị trường tiền điện tử, nguồn cung lưu thông trở thành yếu tố quyết định chính. Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân giá mỗi đơn vị số lượng đơn vị đang lưu hành. Do đó, những biến động lớn về nguồn cung lưu hành có thể có tác động đáng kể đến tổng giá trị của tiền điện tử. Về tổng cung, mặc dù dữ liệu quan trọng nhưng cũng có những hạn chế. Một số loại tiền điện tử có thể có số lượng tốc cần rất lớn, nhưng nếu hầu hết chúng vẫn được các nhà phát triển nắm giữ hoặc không lưu hành trên thị trường, thì vốn hóa thị trường được tính toán bởi Tuton Supply có thể rất không mang tính đại diện nguồn cung lưu thông cũng cung cấp một dấu hiệu về tính bền vững và tăng trưởng lâu dài của tiền điện tử. Nếu một số lượng tốc cần vẫn được các bên nhất định nắm giữ hoặc dự trữ, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phân phối và cân bằng lâu dài trong hệ sinh thái. Đối với các nhà đầu tư, hiểu biết về nguồn cung lưu thông là chìa khóa để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Bằng cách đánh giá mức độ thanh khoản của một tài sản và số lượng lưu thông trên thị trường. Các nhà đầu tư có thể xác định tiềm năng tăng trưởng vào ổn định của tài sản đó. Nghiên cứu điển hình, mạng Pi và nguồn cung lưu thông 68 triệu Pi. Thảo luận về các nghiên cứu điển hình cụ thể như mạng Pi với nguồn cung lưu hành là 68 triệu Pi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến việc định giá tiền điện tử. Hãy cùng tìm hiểu tình huống này chi tiết hơn. Trong trường hợp mạng Pi, việc có nguồn cung lưu hành là 68 triệu Pi cho thấy rằng một số lượng lớn mã thông báo đã được đưa vào lưu thông và nằm trong tay người dùng. Điều này tạo ra một bầu không khí thanh khoản hơn và mang lại nhiều cơ hội giao dịch và trao đổi hơn trên thị trường bằng cách xem xét giá trên mỗi đơn vị của mạng Pi và lượng nguồn cung lưu hành, chúng ta có thể tính toán vốn hóa thị trường chính xác hơn. Số tiền này phản ánh tổng giá trị của tất cả các tốc cần đang lưu hành. Trong bối cảnh này, vốn hóa thị trường ở mức 2 tỷ 336 triệu 643.146 đô tạo ra ý tưởng về mức độ chấp nhận và giao dịch của tài sản này trên thị trường. Giá khởi điểm của p khoảng 34 đô hiện nay cho mỗi Pi cung cấp một khía cạnh bổ sung cho nghiên cứu điển hình này. Mức giá tương đối cao này khi kết hợp với số lượng tốc cần đang lưu hành có thể thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhà đầu cơ. Điều này cũng tạo ra mức định giá ban đầu ấn tượng thu hút sự chú ý của thị trường đến tiềm năng tăng trưởng của tài sản này. Nghiên cứu điển hình này cũng minh họa mức độ tham gia của cộng đồng có thể tác động đến nguồn cung lưu hành như thế nào. Trong các dự án như Pinewood, nơi các thành viên cộng đồng tích cực đóng góp để kiếm tốc cần, nguồn cung lưu hành trở thành sự phản ánh tích cực và tăng trưởng của hệ sinh thái. Với số lượng tốc cần lưu hành trên thị trường khá lớn, quốc có cơ sở thanh khoản mạnh mẽ. Điều này tạo ra điều kiện hỗ trợ cho sự tăng trưởng tiềm năng trong tương lai. Tính thanh khoản tốt có thể giúp duy trì sự ổn định về giá và tạo điều kiện cho nhiều người dùng chấp nhận hơn. Tương lai của mạng Pi khám phá tiềm năng to lớn của nó. Tương lai của mạng Pi hứa hẹn sự đổi mới và tác động đáng kể trong hệ sinh thái tiền điện tử. Hãy cùng khám phá chi tiết hơn về tiềm năng to lớn có thể định hình hướng phát triển trong tương lai của Pi Network. Một trong những điểm quan trọng trong tương lai của mạng Pi là tập trung vào việc áp dụng đại trà. Với cách tiếp cận, ưu tiên khả năng tiếp cận và tính toàn diện, dự án này có khả năng có tiềm năng mở rộng phạm vi người dùng tiền điện tử. Các biện pháp được thực hiện để giúp công chúng tham gia dễ dàng hơn có thể mở ra cơ hội áp dụng đại trà đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với nhiều người. Piwock không chỉ phấn đấu trở thành một dự án tiền điện, điện tử thông thường mà thay vào đó tập trung vào việc tích hợp với nhu cầu hàng ngày bằng cách tạo ra các ứng dụng và dịch vụ có liên quan. Piwock không chỉ nỗ lực trở thành một tài sản đầu tư. Điều này bao gồm khả năng tích hợp thanh toán, dịch vụ tài chính và các ứng dụng thực tế khác có thể cải thiện khả năng sử dụng hàng ngày. Tương lai của mạng Pi cũng bao gồm việc phát triển một hệ sinh thái đa dạng hơn bằng cách xây dựng và hỗ trợ các ứng dụng liên quan mà người dùng Pi có thể truy cập. Dự án này có thể tạo ra một hệ sinh thái năng động và bền vững, cập nhật liên tục và bổ sung các tính năng mới, có thể làm tăng giá trị của hệ sinh thái tổng thể. Thành công trong tương lai của Pi Network gắn liền với sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng thu hút người dùng tham gia vào việc ra quyết định, lắng nghe phản hồi và tạo điều kiện cho tăng trưởng tự nhiên là chìa khóa để duy trì tinh thần cộng đồng mạnh mẽ và tận tâm. Peerwork cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới về công nghệ và bảo mật bằng cách áp dụng các cải tiến công nghệ blockchain, tăng cường an ninh mạng và theo kịp các xu hướng mới nhất của ngành. Dự án này có thể vẫn phù hợp trong một môi trường không ngừng phát triển. Tương lai của Pinwork cũng có thể liên quan đến quan hệ đối tác chiến lược với các bên liên quan khác trong ngành, hợp tác với các công ty, tổ chức tài chính hoặc các tổ chức khác có thể mở ra nhiều cơ hội tích hợp hơn và sử dụng công nghệ Pinwork trong thế giới thực. Tại sao bạn nên quan tâm đến nguồn cung lưu hành của mạng Pi? Nguồn cung lưu thông trong mạng Pi không chỉ là con số thống kê, đây là những trụ cột chính phản ánh giá trị, tính thanh khoản, và tiềm năng tăng trưởng của dự án này. Hiểu được tầm quan trọng của nguồn cung lưu hành có thể là chìa khóa để đưa ra quyết định đầu tư thông minh và nắm bắt cơ hội trong hệ sinh thái tiền điện tử. Nguồn cung lưu hành cao trên quốc tạo ra tính thanh khoản mạnh mẽ. Với rất nhiều tốc cần lưu hành trên thị trường, người dùng có nhiều cơ hội để mua bán hoặc trao đổi những tài sản này. Tính thanh khoản cao tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch hiệu quả cho phép người dùng dễ dàng truy cập và tham gia vào thị trường tiền điện tử. Vốn hóa thị trường tiền điện tử được tính bằng cách nhân giá mỗi đơn vị với nguồn cung lưu hành. Do đó, nguồn cung lưu hành của PDW không chỉ ảnh hưởng đến giá trị nội tại của tài sản, mà còn đóng vai trò chính trong việc xác định giá trị thị trường. Hiểu được số lượng tốc cần thực sự đang lưu hành sẽ cung cấp một bức tranh chính xác hơn về mức độ dự án được thị trường công nhận và định giá. Đối với các nhà đầu tư, nguồn cung lưu thông là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi đưa ra quyết định đầu tư. Nhìn vào số lượng tốc cần đang lưu hành giúp xác định tiềm năng tăng trưởng và tính ổn định của một tài sản. Thông tin này có thể được sử dụng để so sánh dự án với các dự án khác và xác định xem Pilipwork có các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng dài hạn hay không. Nguồn cung lưu hành của Pilipwork cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc phân phối quyền sở hữu mã thông báo. Nếu một số lượng lớn mã thông báo thuộc sở hữu của một số tổ chức hoặc một số mã thông báo thực sự được lưu hành, điều này có thể thấy sự mất cân bằng hoặc sự tập trung quyền sở hữu có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của dự án. Ngược lại, nếu nhiều tốc cần nằm trong tay cộng đồng, điều này phản ánh sự tham gia và hỗ trợ tập thể nhiều hơn cho dự án. Nguồn cung lưu thông là ước tính gần đúng nhất về số lượng tài sản đang lưu hành trên thị trường và trong tay công chúng. Chúng tôi nhận thấy rằng nguồn cung lưu hành là thước đo tốt hơn nhiều so với tổng nguồn cung để xác định vốn hóa thị trường. 34 đô 1 pi không phải là mức giá ban đầu tệ. Suy nghĩ của bạn là gì? Nguồn cung lưu thông của quốc không chỉ tạo cơ hội tăng trưởng ngắn mà còn tạo nền tảng cho sự bền vững lâu dài của hệ sinh thái. Với sự phân bổ cân bằng và tính thanh khoản tốt, dự án này có tiềm năng tiếp tục phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng hơn. Bằng cách hiểu và quan tâm đến mạng Pi cung cấp lưu thông, bạn không chỉ tìm hiểu sâu hơn về giá trị của dự án này mà còn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn trong động lực trong động lực luôn thay đổi của thị trường tiền điện tử.